Toyota Venza 2024 vừa trình làng với 4 phiên bản đều sử dụng động cơ hybrid. SUV này cạnh tranh với Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Toyota Venza 2024 phiên bản cơ sở LE có giá 34.920 USD tương đương 830 triệu, cao hơn 300 USD khoảng 7 triệu so với đời cũ. Phiên bản được trang bị bộ đèn LED, kính tối màu, cửa sổ chỉnh điện và bộ la răng hợp kim đường kính 18 in. Di chuyển vào bên trong, khách hàng sẽ tìm thấy màn hình 7 in ở cụm đồng hồ, cũng như hệ thống Toyota Audio Multimedia 8 in, tương thích với với Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cùng với đó là vô lăng trợ lực bọc da, bộ sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống âm thanh 6 loa. Ngoài ra, nó còn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hệ thống điều hòa tự động hai vùng. Hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense 2.5 Plus là trang bị tiêu chuẩn bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình bằng radar động toàn tốc độ, hỗ trợ theo dõi làn đường, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo tiền va chạm với chức năng phát hiện người đi bộ. Đồng thời, nó còn có đèn pha tự động, hỗ trợ báo hiệu đường bộ, và giám sát điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Phiên bản XLE có giá 39.130 USD khoảng 930 triệu nhưng các nâng cấp của nó, so với phiên bản LE không được liệt kê phiên bản limit tự cao cấp nhất có giá từ 43.065 USD khoảng 1 tỷ lẻ 24 triệu. Phiên bản này có giá nóc màu bạc, các chi tiết trang trí mạ chrome bổ sung, cần gạt nước cảm biến mưa và bánh xe 19 in lớn hơn. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 in, hệ thống giải trí đa phương tiện Toyota 12.3 in và màn hình hiển thị head up. Cùng với đó là vô lăng bọc da có sưởi cũng như ghế trước có sưởi và thông gió, bọc sợp text đục lỗ và chỉnh điện 8 hướng ở hàng ghế trước. Phiên bản này chết sẽ quay trở lại và dựa trên phiên bản XLE. Nó có giá khởi điểm 40.255 USD (khoảng 956 triệu) với ngoại thất Celeste Black, Winchford hoặc Ruby Flared đi kèm các điểm nhấn màu đen, lớp mạ chrome khói và bánh xe 19 inch màu đen bóng. Tất cả các phiên bản của Toyota Venza 2024 đều được trang bị động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít kết hợp cùng động cơ điện gắn phía sau, cả hai sản sinh tổng công suất 219 mã lực. Momen xoắn không được hé lộ. Hộp số eCVT kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh. SUV này có bốn chế độ lái gồm F, Eco, Sport, Normal. Sec